Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Mai Hoàng Tuệ, giới thiệu với các bạn chiều hôm nay tại sân trường trung học phổ thông Nghi Lộc 2 diễn ra trận chung kết bóng chuyền nữ. Đây là giải bóng chuyền kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Nhưng mà đến hôm nay thì sau rất nhiều trận đấu thì bây giờ mới diễn ra trận chung kết. Các vận động viên đang làm thủ tục chào khán giả. Trận đấu chưa được bắt đầu bởi vì ban trọng tài đang làm việc. Giải này thì do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 2 tổ chức. Hiện tại bây giờ thì hai đội đang làm thủ tục chọn sân. Điều khiển trận đấu này là thầy Lê Xuân Vinh. Thầy Vinh đang vào vị trí chỗ ngồi của trọng tài để làm việc. Phía bên này màn hình là Liên Quân khối 12. Rất đặc biệt là trong trận đấu này thì có hai giáo viên ở hai đội tham gia vào trong trận đấu này. Phía bên Liên Quân của 12 là có cô Hằng, giải sinh chủ nhiệm của lớp 12A3. Còn phía bên kia sân là có cô Trịnh Phương Thúy, giáo viên dạy văn chủ nhiệm của lớp 11A6. Đây là cầu thủ Hiền của lớp 12A3. Ngày hôm qua thì đã diễn ra trận chung kết bóng chuyền nam giữa lớp 12A2 và Liên Quân 11 và 10A3. Trong trận chung kết đó thì lớp 12A2 đã giành chiến thắng và là nhà vô địch. Cú phá bóng đầu tiên, bóng không qua lưới. 1-0 cho Liên Quân 11. Rồi, trọng tài bắt đầu tự coi. Cô Hằng đập bóng, cô Thủy đeo bóng, vẫn còn, không được, vậy là 2-0 cho Liên Quân khối 11. Phát bóng không qua lưới, đổi điểm về cho Liên Quân 12, 1-2. Thảo A3 bị bóng, bóng bay rất cao. B
bỏ bóng tốt. Điểm bây giờ là 2-2. Phương Thảo vịt bóng. Còn không? Không còn. Đội điểm về 3-2. Bóng qua sân. Cô Hoàng Trang vịt bóng. Cô Thủy đỡ bước 1. Xử lý không thành công. Cả nhà. Hoa. Hiệp ơi. Điểm bây giờ là 4-2. Cả nhà. À bây giờ là 5-3. Rất tốt. Cú phản đòn nhanh của cầu thủ bên khối 11. Điểm bây giờ là 6-3. Phía Liên Quân thay cầu thủ cô Hàng Ra, cô Hải Hoa vào sân. 4-6. Chủ công số 10 vịt bóng. Rất mạnh nhưng rất tiếc bóng không qua lưới. Điểm số bây giờ là 7-4. Đập bóng hơi mạnh. Bóng ra ngoài sân. Điểm 8-4. Đổi điểm về cho Liên Quân 12. 5-8. Nguyễn Phương Thảo vịt bóng. Rất tốt. Cái chân của cầu thủ số 10 rất khéo. Bóng bay qua đầu của Nguyễn Phương Thảo, rớt vào trong sân. Điểm bây giờ là 9-5. Số 10 đưa bóng. Nêu. Cô Hiền à, cô Thủy Hiền. Vẫn còn. Bỏ bóng. Trọng tài cho hai đội đánh lại pha bóng vừa rồi.
nếu bóng bỏ chân rất tốt. Bóng đã ra ngoài sân. Điểm 15 cho Liên Quân 11. Bóng ngoài sân. Đội điểm về cho Liên Quân 12. 60. Phía Liên Quân khối 12 có sự thay đổi người. Cô Hải Hoa ra sân, cô Hằng vào sân. Bóng ngoài sân. Điểm 11-6. Đập bóng tốt. 7-11. Trọng tài xác định là cầu thủ Nguyễn Hiền đã vi phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi, trong tình huống sắc vít. Điểm bây giờ là 12-8. Bóng ngoài sân. Điểm bây giờ là 9-13. Và tình trạng Hoàng Thảo bị bóng. Rất tiếc bóng không qua lưới. Điểm bây giờ là 14-9. Cô Tình Phương Thủy bị bóng. Bóng trong sân. Hai đội tạm ngưng để hội ý chiến thuật. Cô Hằng đang lấy lại tinh thần cho học trò của mình. Rất tốt. Điểm số bây giờ là 10-15. Cô Hoàng Thị Hằng vịt bóng. Bỏ bóng vẫn còn. Rất tiếc bóng đã ra ngoài sân.
Trong pha bóng vừa rồi thì bóng chạm cây nhưng mà trọng tài quyết định là khối 11 được ăn điểm trong pha bóng vừa rồi vì bóng ra ngoài sân quá xa. Bỏ bóng tốt. Điểm 11-16. Liên Quân 12 lại có sự thay đổi người. Cô Hằng ra sân, cô Hải Hoa lại vào sân. Điểm số bây giờ là 12-16. Vịt bóng rất mạnh, Nguyễn Hiền bỏ bóng, đập bóng, còn cô Hải Hoa nêu bỏ bóng, xử lý rất tốt, vẫn còn. Còn không? Không còn. Điểm cho Liên Quân 11, 17, 12. Đổi điểm về cho Liên Quân 12, 13, 17. Nguyễn Phương Thảo vịt bóng. Con. Đầm bóng tốt. Điểm 18-13 cho Liên Quân 11. Đấm bóng không qua lưới. Điểm 20-13. Đổi điểm về cho Liên Quân 12, 14-20. Thương Thương vịt bóng. Đập bóng hơi mạnh, bóng ra ngoài sân.
điểm 21-14. Bỏ bóng không qua lưới. Đội điểm 15-21. Bỏ bóng ngoài sân. Điểm cho Liên Quân khởi 11-22-15. Bỏ bóng ngoài sân. 13-15. Bảy bóng. Tốt. Đội điểm về cho Liên Quân khởi 12-16-23. Hoàng Thị Thảo với bóng. Rất tốt. Điểm 17-23. Vịt cho hân quá, đừng vịt cao quá thảo. Bóng ngoài sân. 18-23. Rất đáng tiếc. Bóng đã ra ngoài sân và mắc ở trên cây. Trọng tài đã yêu cầu lấy một quả bóng khác để tiếp tục cho trận đấu. Điểm số bây giờ là 24-18. Trận đấu tiếp tục lại bắt đầu. Đội điểm về cho Liên Quân 12-19-24. Cô Hoàng Thị Hằng vịt bóng. Bóng không qua lưới. Vậy là hiệp 1 của trận chung kết đã kết thúc. Chiến thắng thuộc về Liên Quân khối 11 của cô Trịnh Phương Thúy.